Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ. Hôm nay thì tôi sẽ không livestream mà tôi sẽ quay cái game Cyberpunk 2077 này. Và tôi đã đi đến một quyết định, đấy là sau khi up cái tập này thì từ bây giờ Cyberpunk 2077 tôi sẽ quyết định là tôi sẽ edit. Tức là tôi sẽ quay video và edit một cách cẩn thận, chứ tôi không kiểu là up cả một cái video rất là dài và rất là lê thê. Thì hy vọng là series này nó sẽ thú vị hơn. Dù sao thì đấy là một tựa game mà khen chê thì rất nhiều, nhưng mà đối với riêng bản thân tôi thì tôi thấy nó vẫn là một cái tựa game rất là hay và tôi khá là thích. Nào, ở cái phần trước ấy thì tôi đã đến điều tra cái nơi của em gì Evelyn Parker làm việc. Đấy là nó một cái dạng như kiểu là một cái nơi một cái kiểu nhà chứa ấy. Nhưng mà trong khi đến đây thì tôi phát hiện ra là em Evelyn đã gặp vấn đề như kiểu là bị hack, và sau đấy là quằn quại các kiểu, sau đấy là bị lôi đi đâu rồi hay sao ấy. Thì để hỏi thêm thông tin thì tôi phải đột nhập với khu VIP của bọn này. Đây là khu VIP này, và tôi vào sẽ bị chúng nó tấn công. Bây giờ tôi phải đột nhập với khu VIP này. Mình có thể hack, nhưng mà cái thằng này lần trước mà tôi hơi thò vào phát là bị nó ấy này. Brick Protocol này, tôi không hiểu là cái Brick Protocol này nó có cái tác dụng chó gì. 1C DB55. Fail mới sợ chứ. Đi. Hack lỗi ạ. Trời ơi, bị nó chú ý rồi. Cái này mỗi lần mình hack xong là nó có cooldown ạ. Bây giờ là cái camera này nó đang truy tìm tôi rồi này. Bựa nhỉ. Đây, nó hết hostile rồi. Để tôi thử hack lại xem nào. 55 E9 1C. Tôi nghe một thằng Nhật nào đấy đang lên thuyền ở trong nhá. Đi. Chết tôi rồi. Bây giờ bọn này nó đi săn lùng tôi rồi. Vãi đái á. Ui. Ui, tôi có quả hack làm cho nó bị chập điện. Vãi thật. Ok 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 ok. Ok ok ok. Ok ok. Anh ơi, em không có vũ khí. Quên mất mình có thể hack cái distract enemy này cơ mà. Chúng nó sẽ đi ra đấy mà mình sẽ lẻn vào. Đây, giờ tôi lẻn vào đây. Bọn này chỉ là khách hàng thôi. Sợ là sợ mấy cái thằng lính ấy. Này, kiểu như này này. Tôi phải cái reboot optic này là gì nhỉ? Anh ơi, em đến đây em tìm bạn thôi. Thằng ấy trông đầu gấu nhưng mà lại hiền. Mình phải... Đây là có mấy cái chấm đỏ đỏ này. Cái thằng đấy có vẻ như không hostile đâu. Đây đây này, có thằng đây này. Thằng nào nhỉ? Thằng nào? À đây, thằng đỏ đỏ này. Tôi thử reboot optic xem nó là cái gì nhá. Vãi cứt. Thế là sao? Không. Tôi xem có cái gì ở đây hack để đánh lạc hướng nó không. Đây 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 đây. Distract enemy đây. Nhanh 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 nhanh. Đấy rồi. Từ từ, em 5 phát. Anh có chắc là tôi không biết tôi phải làm gì á. Thằng này nó bắt mình đưa VIP card ra. Tôi muốn nói chuyện với Evelyn Parker. Tôi cũng thế thôi, tôi cũng giống anh nhưng mà không được. Cô ấy gặp một cái vụ tai nạn và cần phải đi chữa ở Osaka, Oslo gì đó. Tôi nghĩ đó là Oslo. Osaka hay là Oslo, nói rõ xem nào. Oslo, chắc chắn là Oslo. Cô ấy nói với anh là cô ấy rời đến đâu à? Thằng này nó bảo là nó không thấy con bé Evelyn kia đi làm, thế là nó hỏi thằng Woodman gì đấy. Thằng Woodman thì bảo là em Evelyn đã rời đi rồi. Thế tôi có thể tìm thằng Woodman này ở đâu? Đấy nó ở phòng làm việc ở phía sau kia. Thế thằng Woodman là ai? Là ngài Forrest. Nhưng mọi người gọi hắn là Woodman. Okay, Mr. Forrest then. What's his thing? He's kind of like our caretaker. Finds new talent, deals with ugly. Thằng đấy nó là cái dạng là một cái thằng đi tìm kiếm tài năng và tôi đang đéo hiểu là tại sao tôi không đứng dậy được. Tôi cứ ngồi lo giò đấy. Đây rồi. Sao anh? Bây giờ là tôi phải đến gặp thằng Woodman. Thằng đấy là giải quyết các vấn đề và sao anh kia nhìn ngầu kia. Không biết thằng đấy nó có tấn công mình không. Thôi cứ distract enemy đi cho nó lành. Tại bọn này nó màu đỏ mà. Lúc mà xoay này bọn này nó màu đỏ. Chết mẹ rồi, tôi lại đem tôi dụ thằng này ra đấy. Game này cứ phải lò dò này. Bây giờ tôi ra là cái thằng ôn này nó phát hiện ra tôi ngay. Tôi phải tìm một cái gì đấy để đánh lạc hướng đó. Ôi đéo gì vậy? Hi hi hu hu cái gì vậy? Đây rồi, anh ấy đi rồi. Vãi đái thật. Thằng kia đang nhìn tôi à? Thanh niên này không chịu đi chỗ khác ạ. Đây còn có cái camera an ninh này, may mà mình đây có mấy cái này không biết có hack được không. Nhưng mà distract enemy này nó chỉ distract mỗi cái thằng kia thôi. Đây rồi, anh này đi rồi. Rồi, đi vào trong đây rồi. Trong phòng này là kính bọn kia nó không nhìn xuyên qua được. Thanh niên này là ai đây? Bọn này bị mù à? Tôi nghĩ là cái lúc này chúng ta nên take down bọn này đi. Tại vì mình mà không ấy tí nó đánh nhau mấy thằng này nó chạy ra phiền lắm. Thà ngay lúc này mình cứ giải quyết chúng nó đi. Vãi, cứt ở đây là cái cánh cửa. Mang cái xác ra vứt ngay cánh cửa. Đây, vứt đây cho anh ấy nằm ngồi trên ghế này. Các bọn nó bị báo động rồi này. Bọn này là không hostile. Have you ever heard of Jotaro Shobo? He's one of the tea cloths. Looks familiar. What's that? Evelyn's. Ui. That's all pretty. Wait. Assholes like Shobu have been on my blacklist before I heard of them. Tôi vừa lấy được cái thanh katana bố đời lắm. Katana của tôi là epic mà. Cái khoan, mấy cái cyberware của mình liều đạn các thứ bị ấy hết rồi. Đây rồi, tôi có vũ khí rồi. Mấy thanh niên này, đây là cái thể loại gì đây? Đàn ông con trai mặc kiểu gì đấy? Mông trắng đấy. Thế này có người nhá. Đâu nhỉ? Hình như vừa là tôi bị camera phát hiện ra đúng không? Chứ bọn này nó có biết tôi ở đâu đâu. Cái đéo gì thằng nào cứ come out cái gì vậy? Ai, đây là. Thằng đấy đâu à? Chào em, chào anh Woodman. Anh này còn đang hậm gặm hamburger. Mày không thấy là tao đang rất bận à? Tao tìm Evelyn Parker. Không có ai ở đây có cái tên ấy cả. Nhưng mà cô ấy đã ở đây. Chuyện gì xảy ra với cô ấy? Có lẽ là làm việc giống như những cô gái khác thôi. Nó bảo mình đi gặp em Rosie ở booth 2. Mình có 3 sự lựa chọn. Sự lựa chọn đầu tiên là mình bảo là trông mày có vẻ là người có thể nói chuyện được ấy. Nói chung là mình có thể giao dịch với nó này. Thứ hai là mình đe dọa nó này. Thứ ba là mình hỏi Evelyn đâu. Tôi chỉ cần biết cô ấy ở đâu thôi. Tao còn rất nhiều việc đây, tao quan tâm đếch gì một người mất tích. Để tao đoán nhá, có vẻ mày đã chơi với cô ta 1-2 lần nên bây giờ mày muốn gặp lại cô ta hả? Chồng anh có vẻ là người có thể nói chuyện được đấy. Rồi, thằng này nó... Tôi sẽ trả tiền để lấy thông tin. Giá của anh là gì? Told you what you look like. Don't tell me you weren't listening. Surely a reasonable man like yourself wouldn't mistake a donation for a bribe. Mình bảo cái này là tao đóng góp thôi chứ không phải mua chuộc. Thằng này cứng miệng thế nhỉ? Một là mình bảo là mày có muốn kết thúc giống như thằng Jotaro Shobo không? Hình như thằng Jotaro Shobo này là một cái thằng mà mình đã giết ở trong một cái nhiệm vụ trước nhỉ? Hai là tao sẽ nói với lại báo chí tất cả mọi chuyện. Ba là ông chủ của mày có thể là biết, tao sẽ biết là mày đối xử với khách hàng như nào đấy. Tao có thể kết thúc mày bằng tay không đấy. Thôi để tôi thuyết phục nó từ từ. Thằng này mình đe dọa nó tôi nghĩ không được đâu. Nhìn cái mặt thằng này nó cứng lắm. Thôi đừng có làm những việc này nó trở nên khó khăn hơn nữa. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này mà không ai bị đau cả. Bằng cách nào đấy thôi thì tao cũng sẽ tìm ra cô ta thôi. Và khi tao tìm ra, mày không muốn ở nhầm phe đâu. Nó bắt đầu buồn chán với lại cái cuộc đối thoại rồi đấy. Đấy. Cô ta không tốt đến thế đâu. Cô ta đúng là hot thật. Nhưng mà cô ta cơ bản chỉ là một con điếm thôi. Và là một con điếm thì cô ta sẽ nhận được những gì cô ta muốn. Mẹ mày, nhẹ không ưa nặng à? Nhẹ không ưa nặng à? Mày là chùm đúng không? Mày là chùm đúng không? Mày là chùm đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ôi thằng này là chùm anh em ạ. Mẹ, kiếm thuật của tôi nó phải gọi là bố của bố đời rồi. Nhưng mà thằng này nó cũng mạnh thật đấy. Tôi chém bao nhiêu phát mà nó không chết. Ôi nó có con rồng đẹp thế. Piu. Hamburger đang ăn dở. Piu. Chứ rồi chém hỏng bàn phím của nó rồi. Đang cần thông tin. Sao nào? Chúng ta làm việc này. Gửi từ con rồng xấu đến Woodman. Hàng hóa đã được chăm sóc. Có khoảng 5 đến 6 cô gái và 2 thằng được dựa. Hãy chắc chắn rằng chúng thực sự là trẻ. Đừng có giống như lần trước. Broken Dawn. Có Joy Toy là sao? Broken Dawn này hình như là nó đang nói đến em Evelyn này. Thế này, nó bảo là có một cái gì đó rất là xấu đã xảy ra này. Có chuyện gì với cô ta này? Mày nghĩ là tao sẽ hỏi nếu như tao biết à? Hãy tới đây và xem. Thế là có một cái bọn tên là Golden Finger. Nó đang hình như là nó đang giữ em Evelyn thì phải. Được rồi, mang cô ta đến đây. Có một cái phòng khám ở Zig Zig. Nó đưa em ấy đến Zig Zig anh em ạ. Bây giờ mình phải tìm một cái phòng khám ở Zig Zig. Còn đây là các cái thông tin về giao dịch của bọn này thôi. À đây đây đây. Nó bảo nếu mà có một cái chuyện gì đấy xảy ra giống như đã xảy ra với Evelyn Parker thì mày sẽ phải tạm biệt với lại cái công việc của mày đấy. Problem solved. Bây giờ mình đến Zig Zig. Mình phải đến Zig Zig để mình tìm Evelyn rồi. Tôi xem trong phòng thằng này còn cái gì không. À, súng của thằng kia. Từ từ. Bây giờ tôi đang bị nó vào đây nó thu hết đồ của mình rồi. Tôi sẽ phải. Uầy, thằng kia có khẩu súng bố đời lắm. Quá tuyệt vời luôn. Nói chung đây không có gì cả. Cái này có quần mới này. Có một cái quần xịp anh em ạ. Mẹ. Quần xịp đéo rồi, quần xịp sắt à. Cộng 20 ammo ạ. Thôi mặc dù nó cộng nhiều ammo nhưng nhìn nó khắm lắm, tôi không ngửi được. Có một cái mặt nạ mới này. Vớ vẩn thôi. Ôi, ui, súng này. Úi rồi, súng bố đời. Cửa ấy không đi được à? Cửa ấy không đi được, phải quay lại đường cũ rồi. Đây có đường đi đâu đấy? Từ từ. Tôi từ đây xem nó đi đâu, dẫn đi đâu. Ô đây nó còn thang máy đi đâu nữa này. Thử đi xem nào. Xem là thang máy dẫn đi đâu. À thang máy này nó không cho tôi đi rồi, thang máy nó tắt rồi. Không sao. Súng hơi ít đạn. Trò này ấy, nó có một cái đấy là chế tạo với lại giã đồ các kiểu. Trước cái bản update 1.06 là cái game này nó bị bug. Nó bị cái bug file save mà nhớ hơn mà lớn hơn 8 mê là nó sẽ bị hỏng file, nó sẽ bị crop, không dùng được nữa. Nhưng mà bản 1.06 thì nó fix cái bug ấy rồi. Mà một cái game nhập vai mà dính cái bug đấy thì tôi phải nói là nó là bố của vớ vẩn đấy. Tại vì sao? Một cái game nhập vai chuyên về đi lút đồ với lại chế tạo với lại các thứ mà mỗi lần nhặt đồ nó lại làm cho file lớn hơn, xong rồi bị corrupt file save thì ai người ta còn chơi game nữa. Tôi xem thằng này Brick Protocol nó xem nào. Tôi đang không hiểu cái Brick Protocol này nó có cái tác dụng gì. Mẹ, súng bố đời thật. Nhưng mà tôi bị sao nó bắn được một phát sao mà gần hết máu luôn ạ. Bắn xong nó còn bị chảy máu hay gì kìa. À bị cháy, súng bố đời quá. Mẹ giết thằng kia là đúng đắn anh em. Giết thằng kia thì nhặt được khẩu súng bố đời như này. Mà thằng đấy nó là thằng người xấu mà. Bọn đấy nó đang buôn bán các cô gái nhà lành và cả các chàng trai nhà. Đít. Cay nhỉ. Đáng lò dò nhặt đồ. Không sao, không sao, không sao. Ui, lại quay về đây ạ. Vãi cứt. Tôi không xếp rồi, bị quay về đây rồi. Không sao. Bây giờ tới giờ sẽ nhớ xếp thường xuyên. Nhanh nhưng mà nhanh mà. Đoạn này nó cũng không có gì cả. Mình cứ đọc mấy cái tin này này, xong rồi nó sẽ thành quét thôi. Nếu mà có những thông tin gì bổ ích. Bị phát hiện đúng không? Ơ, sao thằng đấy nó cái... Ý tôi phải giết hết bọn này à? Thấy nó cứ có dấu chấm than kìa. Chết rồi, sắp hết đạn này. Vẫn... có thằng nào bắn mình nhỉ? Đấy. Tôi vinh thằng này vào đã. Này nếu nhìn thấy nó trốn ở sau kia kìa. Trốn này, trốn này. Hình như cái súng này cứ crit phát là nó ấy sao ấy, là nó đốt cháy đối thủ hay sao ấy. Súng bố đời thật. Rồi, nhặt được nhiều đạn lắm. Bọn này trong đây toàn chơi súng xịn này. Tôi clear cái quán này rồi. Đây có cái dấu X là cái gì đây? À. Cái trò này kiểu lúc mình ngồi này chẳng may mình ấn nháy cái nút di chuyển 2 lần hơi nhanh một cái là nó lại phi thân lên trước. Read message gì đây? Game này nó có nhiều thông tin lắm. Nó có mấy cái hình chấm chấm hay là cái gì nhỉ? Sao cái này nó bây giờ nó lại biến thành màu đỏ này. Chà mày chưa? Nổ chết chứ con. Cái gì đấy? Em nào đấy? Từ từ. Đây có cái thông tin gì này? Ây da. Ôi! Tay đái ạ. Hình như ở bên phải mình có thằng. Vãi đái, sao lại về đây rồi? Từ từ. Tôi biết tại sao rồi. Mình phải lốt cái quick save này. Tôi đem tôi lốt checkpoint là nó lại về cái chỗ mà nó tự động save chứ không phải là do tôi save. Đéo hiểu. Sao lại về đây nhỉ? Từ từ. Rồi, chắc là tôi phải chiến đấu ở đây rồi. Thằng kia nói ít thôi. Mỗi lần cái thằng Silverhand kia nó nói là tôi lại không ấy được. Là tôi lại không ngồi xuống được. Ấn một hành động gì là nó sẽ bị kiểu khóa lại ấy. Ui 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 ui. Thanh niên bố đời vậy. Hồi máu phát. Bọn này nó bắn hỏa lực kinh phết đấy. Dính phát là gần chết luôn. Xong rồi nó có cái gì mà nó di chuyển cứ nhoang 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 như kiểu là tele ấy. Như kiểu tốc biến ấy. Hết đạn rồi. Ôi, bắn nổ tan cả chân của nó này. À, từ từ. Thanh niên này có khẩu shotgun thì phải. Cái này súng mình đang cầm là trung đạn. À, nó đang cái khẩu này là trung đạn, cùng đạn với lại cùng loại đạn với súng tôi đang cầm. Cầm khẩu lục vào tạm vậy. Màu tím tím mình tưởng là cái gì, hóa ra là cái đèn. Bọn kia còn đang ở dưới tầng dưới kêu gào. Sức mạnh ghê gớm phết. Tôi xả cả băng đạn vào mặt. Tôi rất thích cái kiểu lean ở cái góc tường của cái trò này nhá. Bình thường những trò khác khi mà lean ở góc tường ấy như này nó sẽ là tối đa rồi, nhưng mà cái trò này khi mà mình kiểu dê chuột sang bên phải ấy thì nhân vật nó sẽ thò đầu thêm ra. Chết. Nhiều đạn lắm. Con nào kêu đau vậy? Hình như nó vẫn còn ở dưới đấy. Không đùa đâu. F5. Đấy, nó vẫn đang báo là mình có kẻ địch. Đang combat. không quick save được. Ây da, nó canh. Canh hả em? Canh ai? Thò mặt ra. Cái này mà dùng kiếm chiến đấu thì đúng là hơi khó. Đó, sao tôi không nhìn thấy nó đâu? Nó thò mỗi cái tay ra nó bắn mà mình dính quả đau quá. Ui, ui, ui. Cười. Mấy em này là mấy em đôn đấy à? Chết cha mày chưa? Xoay cái cục cứt. Khoan, từ từ sao nó lại đổi sang cái khẩu gì này? Chỏi kỳ ghê ta. Chết rồi, tôi bị hết đạn này. Con này chết cái kiểu gì này? Chết kiểu gì này? Sao anh này lại bú? Chết rồi, hết đạn rồi. Ai tướng đấy cái đéo gì đây? Có mấy cái message là mấy cái mình nhặt được. Sao đây nó... À đây là nó bảo là mình đến gặp một em ở booth 2 đúng không? Hình như đây là gian ngoài rồi này. Đây cái chỗ này là chỗ phòng của em ấy, Evelyn này này. Em này bảo là tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm việc ở đây thôi. Được rồi, nói chung là em nhìn cũng xinh đấy, nên là anh tha cho em nhá. Thế thì nó bảo là mình phải lấy weapon của mình. À đây, weapon đã về nguyên chủ, từ từ. Để tôi xem nào. Lên được một cấp rồi. Tôi đang muốn tăng cái blade này lên cái nào ấy nhỉ? Mấy hôm chơi quên xứ rồi. Này, cần lên cái này lên level 15. Thôi được rồi, cứ tập trung tăng cái này lên level 15 đi. Từ bây giờ tôi sẽ sử dụng kiếm. Thấy được cái sự bố đời của tôi. Chết rồi, bị nặng rồi. Để tôi giã một số khẩu súng vớ vẩn ra đã. $234 cơ mà. Mình có khá là nhiều súng linh tinh. Hai khẩu này giống nhau này. 209. Mấy cái Cái này dã ra. Cái kiếm màu tím tím này là cái gì nhỉ? Nó chỉ là ở đây này, tôi có thêm một đống những cái đồ vớ vẩn linh tinh này. Có cái nào giống nhau thì mình giã nó ra nhỉ. Nhưng mà quần áo thì tôi thấy là nó đa số là thời trang chứ. Ở đây cái này giã được này. Mấy cái mặt nạ này giã được này. 203 này. Mẹ, nhiều thứ linh tinh thật. Chắc phải giã thêm 2 khẩu súng nữa. Cái này là 119, 111. Rồi, tạm thời đi được rồi. Rồi, xong quét ở đây rồi. Nice work back there. Ever thought of applying for the diplomatic corps? Think Finger's got her. I think we'll find her there. V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. Anh nghĩ là chúng ta sẽ tìm được cô ấy ở đó à? Tôi mà nhìn xa như thế thì tôi bây giờ đã không phải là một con ma ở trong một cái chip rồi. Think Finger's got her. I think we'll find her there. V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. Ralph Law. Ui, chết rồi. Bệnh của mình bắt đầu nặng rồi, ho ra máu rồi. Mẹ nhìn nó bị lỗi này. Nó làm cái chớp này, nó không làm chớp hết lên đầu mà nó chỉ chớp ở phần người này. Oh, fuck. What the hell's that? Chết rồi. No, damn it. Anh muốn gì ở tôi? Mọi chuyện đang tiến triển quá chậm. Anh sẽ bị chết trước khi mà chúng ta lấy được cái chip ra đấy. Anh quan tâm đếch gì, tôi còn sống hay chết đâu. Tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi. Tôi muốn cậu sống. Anh muốn cái quái gì hả tôi? See me and Arasaka. We got a half-century-old score needs settling, and I plan to do it. That's what I need you for. Thằng này nó muốn phá hủy cái tập đoàn Arasaka ấy. Bây giờ nó muốn mình làm việc đấy thay nó. Anh muốn tôi trở thành một kẻ khủng bố à? So, ready? Never been recruited into a terrorist cell before. Listen, I know things. Where we can save your life. Who can help us do that? You'll get rid of the chip. I'll smash Saka. Win-win, kid. Soul Killer's. Cậu còn muốn cái quái gì nữa? Cậu thì có thể gỡ được cái chip ra, còn tôi thì tiêu diệt được cái tập đoàn đấy. Cả hai đều thắng. Let's get out of here. Nhưng mà tôi không tin anh. Clear, right? So why would I trust in your plan? Tại sao tôi phải tin kế hoạch của anh? Bởi vì cậu sắp chết và cậu muốn sống. Và cậu làm việc này tôi sẽ giải thích dần. Ổn chứ? Mikoshi là cái gì? Chính xác là cái gì? This Mikoshi, what is it exactly? Okay, basics. If you're jacked in, cruising the net, Arasaka can use Soul Killer, an AI, to trap, fry, and pack away your psyche, your mind, and your soul. Following so far. Tức là khi mà mình dùng mình kiểu đột nhập vào cái hệ thống của bọn Arasaka này, nó sẽ dùng AI và cái gì gọi là soul trap ấy, và nó sẽ lần theo dấu của mình thì phải. Sure. That's how you became a construct. Exactly. Now, Mikoshi's the place Soul Killer operates out of, where it stores its victims' engrams. Still don't see how Mikoshi's linked to my chip problem. Not the brightest bulb on stage, are you? 50 years back, ops on the human mind. Mikoshi was the sole place on Earth where they did anything like that. Bet it still is today. Telling you. Anh này dập thuốc mà thuốc vẫn bay lên trời kìa. It's where we'll settle our biz. You yours, me mine. Thế lần này anh lên kế hoạch như thế nào để tiêu diệt cái tập đoàn Arasaka này? This time bombs named Cunningham. I'm supposed to know who that is? Not yet, but you will once we find what we need. Thằng này bây giờ nó bắt mình tiêu diệt cái tập đoàn Arasaka, đổi lại là mình sẽ tháo được con chip ra. Đây là đâu? Đây là mình đã đến ground floor rồi đúng không? I'm sorry, sir. Bây giờ đến Zig Zig thì may ra tìm được em Evelyn. Từ từ, Zig Zig nó ở đâu? Ở ngay gần đây thôi, thế tôi đi làm luôn. Nếu mà nó ở xa thì thôi, chứ còn nó ở ngay gần đây tôi đi làm luôn. Đây, Zig Zig đây. Mumbai, place has a wicked vibe. Hey, mate, you hear me? Loud and clear. You don't need to yell. What's up? Doing a little competition. Shoot. Let's get out of here. You know, over here with the range. Yeah, that'd make sense. Well, you in? Sure, I'm in. When? Thằng này nó ra một cái nhiệm vụ. Có một cái nhiệm vụ. Có một cái nhiệm vụ khi bắn súng thì phải. Tôi bây giờ phải tìm một cái phòng khám tên là Finger. Một phòng khám tên là Finger. Sao đây? Mấy cái thằng mà nó cứ có cái dấu chấm chấm ở trên đầu, rồi sao tôi ra tôi tưởng nó giao quét mà tôi ra nó lại không giao quét cho tôi ạ. Nó cứ có cái dấu chấm than trên đầu này. Hình như là bọn này là một cái băng nhóm gì đấy, tại vì nó đang nhìn tôi với vẻ khá là cay cú kìa. Cu cáy kìa. Có vẻ như tôi vào đây là sẽ bị bọn này nó tấn công này. Băng nhóm gì đấy. Đừng có lại gần hơn. Tôi biết ngay mà, bọn này nó bảo kê ở đây rồi. Rồi tôi lút dạo vào đây phát. Có 3 thằng thôi à? Trong đây không có cái gì đánh lạc hướng à? Vãi đái, đây là cái vụ gì này? Bọn này chỉ số nó rất là cao, không hack nổi. Muốn hack bọn này cần phải có 5 cái điểm gì kìa. Và bọn này mình không break protocol của nó được. Ui! Wow! Anh em thấy kiếm thuật tôi nào. Không cần phải súng ống gì cả. Chết rồi, lại bị nặng rồi. Khả năng trước khi làm nhiệm vụ này tôi phải về tôi bán bớt đồ thôi. Về gặp cái thằng già kia làm cái nhiệm vụ gì đấy xong rồi bán bớt đồ đi. Chứ lại nặng trịch rồi. Bán mẹ khẩu này đi. Có cái gì đấy? Thằng nào vừa ném lựu ra đây à? Từ từ. Cắt đi tay không rồi, không rồi nó nhìn thấy nó lại tấn công mình. Đây, đầu tiên là tôi phải đi ra cái chỗ này này. Xong rồi quýt phát travel về. Từ từ, cái quét của cái lão kia là cái gì ấy nhỉ? Shoot thriller này đúng không? You again? I told you I'm not buying. Yes, I'm sure. No, I'm not changing it. Đi về đây lấy cái điểm phát travel. Listen to that guy. How'd you rate his chops? Yo, nghe. Lúc khác nói chuyện nhá, làm nhiệm vụ phụ đã. Đâu là cái nhiệm vụ cái nhiệm vụ kia của tôi là ở đâu nhỉ? Nó tự nhiên lại talk to Johnny này. Tôi về tôi làm xong cái nhiệm vụ kia, tôi bán luôn cả đồ đi đã. Bay phát về nhà luôn. Quá ngon. Đâu nhỉ, cái lão già bán súng đâu rồi. Từ từ. Đầu tiên là Seo Yang. Tôi nghĩ là mình cũng chả bán đồ làm gì. Tôi thấy là chúng ta cần phải tôi nghĩ là tôi giã hết đồ đi. Sau này cái trò này nó còn mấy cái cyberware với các thứ ấy. Những cái nào mà dùng chung loại đạn thì tôi sẽ giã ra. Cái súng này của tôi đang là ngon nhất rồi. Những cái súng khác dùng chung loại đạn với nó là tôi sẽ giã ra. 56 viên này. Có mấy khẩu bố đời một chút thì giữ lại. 27. Súng lục, súng lục, lúng sục. AK. Mấy cái này giã ra. Cái này là cái katana đầu tiên của tôi nhỉ. Dạ mẹ cái này ra. Giã ra để lấy. Cái này tăng 18% crit dam. Thôi giã ra đi. Cái này có giảm thanh cơ mà. Ngon. Dao cũng có mốt nhá. Nhưng mà kiếm này thì tôi không có mốt này. Kiếm này không có mốt. Hơi phèn. Thôi rồi. Ok đi. Xem thằng này nó giao quét gì. Hey V, about to start. You got to take a piss or something? Now's the time. Thanks for your concern. Let's start this rodeo. Nhiệm vụ là gì? Not till you get in the range. Go on, set up, chop chop. Đi vào trong đây à? Giờ tôi phải làm gì? Alrighty, how many we got? Just 6? God damn. Well, no point crying about it. Rules are simple, right? There's the target, shoot it. Don't matter which one, go on and shoot your neighbors. Most hits wins. Meaning hits on the target, not your neighbor. Rồi, bây giờ thi bắn súng với mấy cái thằng còn lại anh em ạ. Ok. Xếp. Bắt đầu thôi anh. Không sao đây. 3, 2. Hey, hey. The hell's that? The hell you doing with that double barrel? It's small caliber only. Một thằng chơi shotgun bị ông kia chửi bảo là chỉ được dùng súng lục thôi. Đây. Fuck, June. Chill. I'm going. I'm going. Thanh niên kia bị đuổi rồi. Tôi không tự tin lắm tại vì kia như kiểu đặt cược cho mình sao mới thấy cổ vũ kinh vậy. Stop, everyone stop. We're done. 44/100 ạ. Vãi cứt. First place, B. Second, Rudy. Tôi đứng đầu luôn. Learn to shoot. Out of my sight. Now. Thưởng cái gì vậy? Wow. Thưởng khẩu súng đẹp phết. Mọi chuyện ổn chứ? You okay? Something wrong? Có chuyện gì không ổn à? Mày bảo là không bán được cái gì cả. Mày bảo phải tôn trọng súng chứ không biết bắn thì đừng có làm. Từ xem anh này cho mình khẩu súng. Wow. Cho khẩu súng được ấy chứ. Mẹ lại cái quần sắt. Rồi bây giờ tôi đồ tôi xịn lắm này. Tức giờ đi làm nhiệm vụ gì nhỉ? Đây có cái nhiệm vụ nói chuyện với thằng Johnny này. Từ từ. Tôi thấy là hình như là trên nhà mình là có cái fast travel đúng không? Đây. Ngay trên nhà mình luôn. Talk to Johnny. Thằng Johnny nó ở đâu? Hay là đi làm nhiệm vụ phụ tí nhỉ? Vừa là thằng Johnny nó ở đâu ấy nhỉ? Ấn vào đây thì lại không thấy. Tab là jump to V này. V đằng đây này. Có mấy cái nhiệm vụ neutralize target. Ở đây có mấy cái thằng target cần phải tiêu diệt. Từ từ. Tôi đến đây làm cái nhiệm vụ neutralize target này xem như nào. Rèn luyện tí kiếm thuật và chiến nhau tí cho nó đỡ buồn. Chứ còn game cứ đi làm quét liên tục như này cũng hơi buồn. Xem nào. Neutralize target. Gun for 2. Đây có một thằng này. Xem đến đây mình sẽ gặp những gì. Đây rồi. Got a rat problem on my block. Who doesn't, right? Thing is, these rats are human-sized. Look just like Tiger Cloud. Tiger là con hổ nhưng mà y không phải là y ngắn mà là y dài. Pachiko Machine. Từ từ. Tôi thích mấy cái nhiệm vụ neutralize này đấy. Okay. Sao nó cứ dẫn mình đi đâu này? Do you hear what happened in number 5? What? He beat her again? Oh, she flatlined him. Shot him dead. No way. I am. Tôi phải hack cái này à? Xem nào. Datamine V3. Datamine V3 thì cần 1C, BD 1C. 1C. BD 1C. I'm serious. Right through the wall. Kìa, hình như tôi bị phát hiện thì phải. 55 E9 55 1C. Cái gì vậy? Sao nhạc tự nhiên bốc vậy? Hình như là có thằng phát hiện ra tôi. À đây 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 đây, tôi nhìn nó rồi. Mày bị lừa rồi, mới tưởng tao dùng kiếm à. Mấy thanh niên này ngồi giơ tay ngoan đấy. Con nào dùng súng? Mày dùng súng. Dù sao nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ tiêu diệt hết mà. Mình không cần phải nhẹ nhàng gì với chúng nó cả. Ai ra? Ai ra? Nên chết rồi. Ơ, thế thôi à? Nhiệm vụ dễ vậy. Nhiệm vụ là tiêu diệt một em gái. Đưa nó đến cổng dịch chuyển này. Mà anh cứ giết người như không ấy. Ai da, có cả một cái xe đợi sẵn ở đây. Xong rồi. Thôi mọi người giải tán đi, không có việc gì đâu. Cảnh sát làm việc thôi. My, what a big rat you brought me. Bit surprised you didn't put her out of her misery. Game dễ thật đấy anh em ạ. Phải công nhận là game dễ anh em nhìn này. Tôi setting gameplay tôi chơi ở very hard rồi, mức độ khó nhất rồi mà cảm giác nó vẫn cứ dễ như không ấy. Từ bây giờ go to afterlife làm gì? Làm mấy cái nhiệm vụ đi săn đuổi này đi cho vui nhỉ anh em nhỉ. Quanh đây có thằng nào cần phải tiêu diệt truy nã là tôi đi diệt hết. Đây này, tôi đã lên được một cấp rồi này. Cái này lên level 15 đi thì tăng được mấy cái skill xịn. Thôi bây giờ tôi cứ dồn cho cái đấy lên level 15 thì tôi sẽ tăng những cái khác nhá. Thằng nào chửi đấy, thằng nào vừa chửi đấy. Tát cho vỡ mồm bây giờ như này. Láo. Tôi giết người và bao nhiêu thằng chứng kiến như này mà không bị cảnh sát đuổi nhỉ. Không biết game này nó đã fix cái cảnh sát chưa. Chứ còn cái cảnh sát của cái trò này không thể nào mà yêu thương được. Gì đấy? Có mấy thằng gangster đứng đây anh em ạ. Như mà tôi vừa chạy qua là nó có ý kiến gì đấy với tôi. Thằng đảng đường phố bố láo à. Đấy. Liếc đẻo tôi là phải nhận hậu quả đấy anh em ạ. Need you to zero someone who's been extorting regular hard-working folks. Our public enemy's name is Blake, and he is one slippery motherfucker. More info on him and his MO attached. Hey, Tôi nhận được cái item mới gì kìa. Cyberware. Target analysis. Không có gì. Bây giờ thực ra là game này nó có rất nhiều cái nhá. Mà cái cyberware tôi vẫn đang chả có cái mẹ gì. Tôi nghĩ là bây giờ mình đang nhiều điểm ấy. Tôi sẽ tăng cái armor khi mà di chuyển lên 30% này. Combo blade tăng 30% tỷ lệ chảy máu này. Và tăng attack speed lên. Attack speed là tôi tăng thêm 30% rồi. Tôi bây giờ là killing machine rồi. Killing machine rồi. Cười. Anh em nhìn crit của critical 250 máu chưa? Mẹ. Vãi đái thật. Đang tinh tướng nó ra, nó làm cho một quả shotgun vào chim nằm đứ đừ. Nhưng mà hình như là cái kiếm này mình cũng phải chém vào đầu. Đấm. Ui giời, đấm này. Ây da. Nếu đỡ được, kiếm tôi không đỡ được súng. Bọn này chưa bẩn nhá. Rồi rồi. Nó đã chơi bẩn thì mình cũng súng vậy. Trước tiên là tôi thằng ngu ạ. À, hóa ra thằng này thằng chùm à? Mày là thằng chùm đúng không? Ôi kìa. Các anh ơi. Đông quá, tôi phải chạy chỗ khác rồi, không đứng đấy được rồi. Giết nó xong phát là nó gọi đội đến ạ. Thôi được rồi. Lần này mình chơi chiến thuật khác. Đấm vào kiếm mà em. Đau tay chưa? Ui. Anh ơi. Thằng này bị sao vậy? Nhường à? Nhường tao à? nhường tao à. Đâu còn thằng nào đến đây nữa. Đội chúng mày đến đây chưa? Đội chúng mày đã đến đây chưa? Mày chết rồi à? Hình như là tôi phải nhặt đồ. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Tôi có thể hack được cái này này. BD này, 1C này, 1C này. Đóng được BD. Đáng ra tôi phải BD trước thì... À không, tôi làm sao mà lại BD được. Chuyển xác thằng kia về, nhưng mà từ từ phải đi tiêu diệt hết. Địch lắm lắm anh em ơi. Xe nổ mà mày không chết à? Ô đi. Ô kìa. Game này sao vậy, ném quả lựu. Hình như xe nổ rồi. Khổ thân anh kia. Còn thằng sống sót à? Đi ở đây bị dính. Gì kia? À hình như là kiểu đứng xa quá mình không nhìn thấy á. Đây là con gái à? Con gái đéo thì nhìn kinh này. Chúng nó vẫn còn người thì phải. Hết đạn rồi. Thôi bây giờ tôi bê xác thằng kia đi là xong rồi đúng không? Giờ phải... Thằng này nó nặng quá, phải đưa nó đi 200 mét. Quét này sao nhỉ? Thế là cái quét này của tôi xong chưa? Hình như là xong xứ quét rồi sao ấy. Thôi tôi đi giả nợ vậy. Quét ở đây có vẻ xong rồi. Sao nhỉ? Đây có mấy thằng gangster thì phải. Ấy da. Khẩu súng lục với bố đời đấy. Súng lục bắn như AK. AI thông minh vãi chưởng ra. Đúng là game này còn nhiều vấn đề lắm. AI là một vấn đề rất là nghiêm trọng của trò này. Nó chỉ khó là vì kiểu sát thương ở đây nó quá to thôi. Chứ còn cái cách các cái hành vi của bọn AI trong trò này khá là ngu. Cái này tôi bị sao nhỉ? Chó đâu à? Bây giờ mới xong cái nhiệm vụ này à? Là bị nặng rồi. Ai, cứ động tí bị nặng này có vẻ không ổn lắm nhỉ. Hình như là tôi nhặt được một cái nâng cấp gì đấy rất bố đời. Quanh đây có cái điểm dịch chuyển không? Trò này đến lúc không biết là mua xe, mua xiếc các thứ kiểu gì. NCPD got a call about a cyber psycho and actually sent a patrol this time, but it's been a few hours with no report back. Either those cops got scared and bounced, or anyway, could you check it out for me? Be much appreciated. Ở gần đây có một cái nhiệm vụ luôn này. Nó bảo là có một cái việc mà cảnh sát đã được cử tới, nhưng mà sau một khoảng thời gian không nghe thấy thông tin gì từ cảnh sát nữa. Bây giờ mình phải đến mình kiểm tra. Rút quả kiếm này của tôi ra cho nó bố đời. Này đi kiểu gì? Sao lòng vòng này? Hình như là phải leo lên trên này rồi. V, a vehicle of mine went dark near your position. Fine. Keep an eye out. Mình phải đi tìm xe cho thằng này. Oh fuck. Ôi cảnh sát này. Ôi, cảnh sát này giống cái con ở trong cái phim gì nhỉ? Ui, nó có súng tỉa thì phải. Nó bắn chết anh robot này rồi. Được, tôi sẽ phải áp sát. Nó đang tele ra đây đấy. Nó chưa biết tuổi đâu đâu, nhưng mà tôi bây giờ cũng đang không biết nó ở đâu. Kìa, có một thằng kia. Thằng này không biết là mình áp sát xong rồi mình ấy có được không? Mình bẻ cổ nó được không? Đâu vậy? Invasion! Ai có cái áo đẹp nhá, tớ xin. Mình phải tìm khu vực này để lấy thông tin. Khu vực này thì có cái thông tin chó gì? À đây, có cái gì đây? Đây là cái gì? Tôi không biết là mình phải làm gì đấy. Nó ở tìm kiếm khu vực này để lấy thông tin ở đây. Đúng không? Nước Mỹ sau chiến tranh này. Cái thằng tôi vừa giết đây mà. Còn cái thông tin gì nữa? Đây. Mát Leo gửi đến Dan. Dan, tôi cần cái thứ ở trong đầu của mình. Tôi rất là cần nó. Tôi thoát đây. Thằng này nó cần một cái gì ở trong đầu mà nó muốn trao đổi. Dù là cướp, giết hay là làm bất cứ một thứ gì. Cái thằng Matt Leo đang nợ ngân hàng à? Đang vay ngân hàng. Và bị đuổi việc ạ. Hình như là mình phải gửi tin nhắn đi vậy. Mình gửi tin nhắn. Gắn vào hai cái đéo này. Xong rồi. Cái này nó không giữ cái nhiệm vụ mình đang check trước đấy được nhỉ. Tôi phải đi giả nợ cho thanh niên kia đã. Vehicle of mine went dark near your position. Fine. Keep an eye out. For unknown reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. Ở gần đây lại có xe của cái thằng kia. Episophie. Đây, gần đây có xe của thằng kia kìa anh em kìa. Xe cảnh tôi không phá khóa vào được. Đéo là xe cách những 3 phẩy mấy km mà nó lại bảo là gần đây Misty King ấy. Đây là bọn nào đây? Bọn này là bọn bắt nạt à? Không có gì đâu anh ơi. Không có gì. Mẹ tao đã bảo không có gì mà. Rentare cái gì mà rentare. Ui chạy 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 chạy. Các anh các chị ơi, chạy 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 chạy. Ai chơi thế? Chơi thế chơi sao? Kiếm làm sao mà? Kiếm làm sao mà đánh được cái súng? Kiếm làm sao? Chiu, 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 chiu. Chết mẹ rồi, nhặt vào nặng rồi. Đang đánh nhau. Hình như là lên cấp rồi. Ở đâu? chưa lên cấp. Vẫn nặng à? Nặng rồi mà. Mỗi mình phải biết ném à? Nổ cho tung xác. A vehicle of mine went dark near your position. Fine, keep an eye out. For unknown reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. Nó cứ bảo là xe nó ở gần đây mà cách những 3 mấy km này. Hình như nó có nhiều xe thì 3,8 này. Đây, có cái này cách 600 m này. A vehicle of mine went dark near your position. Fine, keep an eye out. For unknown reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. Đây, con xe đây rồi. À, mình còn có chìa khóa cái... Mình có xe máy rồi mà. Thế này. Tí thì tôi quên. Đâu rồi? Where my xe? Gì đây? Ui! Lỗi ảo lòi ạ. Xe của mình spawn ở ngay ở dưới gầm ô tô ạ. Kìa, anh ơi, em xin lỗi. Em cũng không định xe máy húc ô tô đâu. Có vụ gì mà có cảnh sát đấy này. Đây, xe của thằng kia ra. Chạy rồi. Easy. You're to help. Not one step closer. Hey, slow down. Leave me be. Nếu hiểu AI của mấy cái xe còn biết sợ, còn bị điên nữa chứ. Đây là kiểu như là nó bị mất kết nối ấy. AI nó tự bị dở hơi. Giờ tôi phải đi theo để cho cái xe này nó dừng lại đã. Bình tĩnh nào. Đây nào. Bình tĩnh chưa? Xe mình bốc quá, chạy tí là vọt đầu nó. Nhiệm vụ chán vậy, đi theo để cho đợi cái xe này nó dừng lại ạ. Well, there you have it. I'm grateful, V. I've managed to re-establish contact with the vehicle. Shock therapy works wonders sometimes. I'm sending a tow truck and a share of your fee. Yet only one of those is going to your credit account. Ha ha ha. Rồi, xong rồi. Tôi đã lấy lại cho thằng này được 3 cái xe này. Không biết là lấy lại được hết tất cả xe của nó rồi không? Có được thưởng cái gì ngon không? Rồi, tôi đi giả nợ cho thanh niên kia thôi. Lần này chắc chắn là tôi sẽ đi giả nợ cho thanh niên kia chứ còn vay mượn lâu quá rồi. Chiu 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 chiu. Trời, cảm giác như xe máy đi lái nó còn dễ hơn là ô tô ấy. Kiss. Drip. Tung người. Rồi, thanh niên anh nhà ở đâu thế? À, ở đây có nhà của em Misty này. Em Misty còn làm ở quán đấy không? Em chào anh. Tôi đủ tiền để giả rồi. Đây. Cứ giữ lấy tiền đi, anh cần nó hơn tôi đấy. Anh này tốt vãi. Còn là đấy là bạn. Bạn bè thì cần phải như thế, sợ chứ. Listen, don't laugh, but been seeing some weird shit around town, like murals. Mural là cái gì? But mình bảo nó là mình nhìn thấy cái mural ở quanh thị trấn này. Could take a look. No, no, the images are too complex for a blip. It's like they're symbols. That case is the biochip. Brain can't handle the data overload. Either that or it's reached the cortex. Não không đủ sức để chịu. Nope. Better find a way to get rid of that chip. Phone on the hill. What? What? Got in town. Enter clinic. Bây giờ tôi quay lại cái clinic này thôi nhỉ anh em nhỉ. Tôi giả nợ thanh niên này rồi tôi tưởng là được cái gì. À khoan, từ từ. Có cái nhiệm vụ cái gì on the one này, one cái gì on the hill ấy. Đâu rồi? À đi đấm nhau tí nhỉ. Có cái nhiệm vụ, tôi có cái nhiệm vụ đi đấm nhau mà. Đây. Kabuki đây. Xong rồi khoan, từ từ ghé qua chào em Misty phát. Quán của em Misty đâu ấy nhỉ? Cái quán của em Misty là quán nào ấy nhỉ? Ồ mẹ, vừa cái nhiệm vụ kia nó ở ngay đây mà mình lại không làm luôn. Tôi thấy bảo là mấy cái nhiệm vụ đấm bốc của trò này khó lắm. Không biết là nó khó đến mức nào. Thực ra trò này nếu mà cứ chơi kiểu như này, cứ ngồi túc tắc chơi cả ngày cũng được. Nếu mà tôi rush trò này ấy, thì tôi chơi phá đảo trò này rồi đấy. Nhưng mà căn bản là tôi cũng muốn đợi để cho mấy cái bản cập nhật nó ra, chơi game nó ổn định hơn. Thứ hai là cái cơ chế cảnh sát của trò này nó làm tôi khá là thất vọng. Tôi cũng muốn làm sao mà trong quá trình mình chơi ấy, nó cập nhật được cái phần cảnh sát thì ngon. Thứ ba là cái đợt vừa rồi nó bị cái lỗi rất là nghiêm trọng. Đấy là nếu mà file save nó lớn hơn 8MB là nó sẽ bị hỏng file save ấy. Sẽ không chơi nữa, phải chơi lại. Thành ra là tôi đợi thì bây giờ nó cũng đã fix cái phần file save rồi. Từ đây có chém nhau này. Bọn này nó ở dưới mình hay nó ở trên đầu mình đây? À đây, băng đảng. What surprise, motherfucker. Mấy cái bọn băng đảng này tôi phải tiêu diệt nó để sao? Để lấy cái điểm số má giang hồ. Tôi phải công nhận là dân của cái gì đây. Ui anh bác sĩ kìa. Bác sĩ body ngon phê. Đấy, quảng cáo nước hoa. Công nhận là dân của cái thành phố này nó thích xem kiểu độ FPS khoảng tầm 5 đến 10 FPS ấy. Tôi đang đéo hiểu là sao cái trò này ấy nó cho cái chỗ đấm nhau ở trên kia mà tôi lại không qua được. Nếu mà nhìn qua thì tôi tưởng là đây là có một cái cửa cứ bị khóa này. Nó sao phải lên được nhỉ? To 7299 right now. The Crystal Palace. Feel alive in the dead of space. Last year, the City Council of Night City. Go fight in Kabuki mà tôi có vào đâu? Làm sao để vào được cái chỗ Kabuki này nhỉ? Tôi nghĩ là nó chắc chắn nó phải có đường nào đấy để vào. Ôi, các anh các chị ơi. Cận chiến. Wow. Nhìn dân rang hồ. Nói chung là chúng nó cứ ngồi dọc đường mình ra mình chém chết như này, nhìn có vẻ hơi điêu. Nhưng mà dù sao thì cứ giết nó xong rồi sau gỡ tài nguyên ra để nâng cấp. Từ từ, khoan, tôi nhìn con đường này có vẻ vào được này. Cái đường này xong rồi nhảy lên mái được này. Đây này. Đấy, nhảy lên mái được này. Đây, đây rồi, sới được rồi, sới được rồi. Xế phát. Đến đây để đánh nhau đây. Ai ra đối thủ của tao? Mày hả? Một đánh hai à? Hai thằng này nó sinh đôi và nếu mà mình đánh một thằng thì mình phải đánh cả hai. Thế rồi tôi kỹ năng chuyên về kiếm mới nhục chứ. Thanh kiếm tôi đừng cầm, anh em nhìn đẹp không? Ok. Chơi. Từ từ. Sao tôi cất được kiếm đi đây? Ủa? Nó bắt tôi phải nói chuyện với hai thằng sinh đôi rồi. Hai thằng mày lúc nào cũng làm mọi việc cùng nhau à? Kể cả là chơi gái à? Vãi cứt, hai thằng này nó đúng là chơi chung một em luôn mà. Vãi cứt. Nó bảo em kia là từ thứ hai đến thứ tư là một là diễn một em, còn còn lại là diễn kiểu một em khác. Một em là bồ của cả hai thằng. Từ từ, chiến luôn mẹ sếp rồi lo gì. Chiến luôn. Mẹ. Game hơi bịp anh nhá. Game hơi bịp, hơi bịp. Nếu chấp nhận, nếu chấp nhận, nếu chấp nhận. Rõ ràng là tôi đã rời ra khỏi cái tầm đấm của nó rồi nhá. Mà nó đấm tôi, nó lại lướt xa tít vào, nó đấm được chúng tôi. Công nhận là đấm nhau của cái trò này nó hơi điêu. Với lại tôi cũng phải luyện tập. Nó có cái quả là nếu mà mình đỡ đúng lúc ấy. Nói hơi nhiều, nói hơi nhiều, nói hơi nhiều. Tôi hỏi món quả này đã. Đây là tôi đang tua qua cái đoạn chém gió với chúng nó. Tôi xếp và phát lần sau đỡ phải nói chuyện nhiều mất thời gian. Show me what you got. Nó hiểu ấy. Thắng thì thôi. Tôi nghĩ là cứ phải tập trung vào đánh một thằng thôi. Né một thằng. Show me. Are better than one. And four fists are better. All right. Fine, but we're raising the stakes. Không được, không được, không được. Mỗi lần mình đánh lại như thế là mình lại bị mất 500. Có cái cách nào để mình chiến đấu với bọn này không nhỉ? Cái trò này nếu mà đỡ đúng lúc là mình sẽ phản đòn vào mặt nó ấy. Show me what you got. Two heads are better than one. Đéo rồi sao nhỉ? Ồ, pha này vỡ mồm rồi. Đánh này sao thắng được? Game này mẹ hơi điêu. Nó đấm kiểu tôi cũng chả biết lúc nào là nó đấm kiểu đấm mạnh đấm nhẹ gì. Sao nhỉ? Thôi được rồi, để tôi luyện quả phản đòn đã. Tại vì cái quả đấy là mình cũng sẽ dùng được trong sử dụng kiếm ấy. Khi mà nó tấn công mình ấy, sau rồi đánh với chùm có vẻ như mình sẽ cần đỡ đòn đúng lúc nó tấn công. Tập thêm chút. Nhưng mà mỗi lần lốt như này có vẻ là hơi bị Show me what you got. Đéo được. Được rồi. Chiến tiếp sợ đéo em. Chiến tiếp. Oh, and if another one of you pops up, I don't mind beating a third ass. You got a sharp tongue, no doubt about it. Show me what you got. Đéo trời, game như cứt. Game này đấm nhau chán lắm. Đéo chơi. Chết rồi, cái phòng này tôi để một lúc. Bây giờ cái máy, cái trò này ấy. Đây để tôi cho anh em xem. Cái cạc màn hình của tôi bây giờ nhiệt độ là 80 độ C. Tốc độ quạt là 82%. Nhiệt độ của CPU là 70 độ C. Như này thì nói chung là lag vỡ cả cứt, lag vỡ mồm ra ấy. Rồi, để tôi chiến với thằng này. Bọn này nốt phát cho nó xong quét đi. Đấy, anh em thấy chưa? Đang đứng từ xa. Chấp nhận chịu thua vậy. Đéo chơi nữa. Đánh cho mày khó lắm. Đi làm nhiệm vụ chính phát nữa đi. đến cái clinic này. Muốn đấm thắng bọn kia tôi nghĩ là phải tăng thêm các cái skill liên quan đến đấm nhau ấy thì mới đánh thắng được. Chứ còn kiểu này đánh khó lắm, tại vì một thằng mình 1v1 với một thằng cũng khó rồi chứ đừng nói là chơi kiểu 1v2. Hình như ở gần đây có một cái nhiệm vụ vừa thằng John nó bảo, thằng Johnny Silverhand nó bảo với mình ấy, là có một cái nhiệm vụ gì đấy. Để tôi thử chọn cái đấy trước xem nào. Nếu mà ở gần thì tôi làm cái đấy luôn, xong bắt đầu mới làm nhiệm vụ chính. Đây này, có một cái Talk to Johnny này. Đéo biết ở đâu luôn. Phải tìm đến nói chuyện với thằng Johnny, nó không có. Không biết thằng Johnny nó đứng đâu rồi. Những cái thằng mà nó có cái chấm vàng vàng hoặc là cái tờ giấy màu vàng trên đầu ấy, hình như là bọn đấy là bọn mà mình có thể tiêu diệt được. Anh Johnny ơi, anh cho em nói chuyện với anh cái. Mẹ anh, mặc dù em khá là thích anh Keanu Reeves, nhưng mà cái anh Johnny ở trong này thì em không thích lắm. Tự nhiên lại mất 2.000 oan ở cái đống đấm nhau kia. No, I'd rather live here. Just don't turn off the lights. Hey, you all right? Anh có ổn không? No way, I'm gonna swim. I hate water. Hôm nay nó bảo đang bơi ghét nước, đéo bị điên à? Fingers, know where I can find them. Finger đang ở đâu? Thằng này nó đang phê anh em ạ. Nó đang phê. Bọn này như kiểu là toàn là bọn bị nghiện đấy. Đó, sao lại có cái xác nằm đây này? Sounds like paradise. Sao lại paradise cái đéo? Sao? Điên đấy nhỉ. Thực ra là mọi người cứ chê game này lỗi, chứ thực ra tôi chơi những cái game kiểu như Skyrim với lại Fallout ấy thì nó cũng gặp rất là nhiều lỗi, tại vì thế giới nó quá rộng lớn mà không thể tránh được. Tất nhiên là tôi không bênh gì game này cả, nhưng mà với cái mức độ lỗi này cứ gặp dần nó fix ấy thì nó cũng sẽ bớt dần đi. Nhưng mà quan trọng là đừng có để những cái lỗi mà nó không thể nào mà fix được. Judy. Hello, there's a line. Phải xếp hàng à? Em biết Finger à? Đến từ đầu game giờ tôi thấy em Judy vẫn là xinh nhất này. Em làm gì ở đây Judy? Giống anh thôi, em đến đây để tìm Evelyn. Làm sao em biết tìm cô ấy ở chỗ nào? Em có bạn ở Clouds. Tin đồn thì truyền rất là nhanh. Tại sao Evelyn lại quay trở lại Clouds vậy? That's right. So why the hell she go back to Clouds? Thought she'd be safer there. God knows why. Tried to get. Cô ấy đã nghĩ là cô ấy sẽ an toàn hơn ở đấy. Em nói Finger chưa? If only he's harder to get into see than the best docs in town. Anh ta còn khó gặp hơn cả bác sĩ tốt nhất ở thị trấn này. Why me? Anh đã nói cô gái kia đi, thử ra là mình có thể chiếm hàng không? Evelyn, cô ấy có ý nghĩa với em lắm à? Em nghĩ Evelyn đang ở đây à? On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God no, because who knows what that sick fuck could have done to her. Em này em bảo là em vừa muốn Evelyn ở đây vừa không muốn, tại vì là sợ là cái thằng bác sĩ nó làm trò đồi bại gì đấy. Evelyn có vẻ rất có ý nghĩa với em đúng không? Anh không hiểu, anh không hiểu chuyện này là như nào đâu. Rồi. You see a woman with blue hair around here? Bà có nhìn thấy một cô gái cái tóc xanh quanh đây không? Think I know who you're talking about. Fingers worked on her, sure. She's still here? No idea. Em này em bảo có. Finger đã chữa cho cô ta. Bạn của tôi đang rất là tệ, trong tình trạng rất là tệ. Cô có thể giúp tôi nhường cho tôi được không? Chỉ một lần thôi. Em Judy kia diễn tốt chút nào. Em kia diễn chán quá, này nó bảo là nó bảo là trước mấy phút trước thì nhìn cô ta có vấn đề gì đâu. Đó. Đến lượt mình rồi. Yes, hello. What can I do for you? Thằng này đàn ông với đàn bà đây. Vãi cứt. Nhìn nó bệnh hoạn này. Ôi rồi. Something wrong. Từ từ nhá, mình đến mình sẽ phải nhẹ nhàng thôi. Ban đầu mình mới đến mà. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Một phút à? Tất cả như thế thôi à? Chỉ thế thôi à? Thật là xấu hổ. Thằng này nó bị gay anh em ạ. Chúng tôi đến những người môi giới. Người môi giới à? Điều gì mang hai người đến đây? Vãi cả đái, ông này nhìn. Ông giúp mấy cô gái quanh đây à? Very few children will play with broken toys. So when skin goes flabby, sockets go out of whack, implants malfunction. I'm sure you get the gist. Thằng này nó giúp bọn gái gọi quanh đây trong cái tình trạng tốt nhất để kiếm được khách. Please, scrap yards offer better quality than this. Thôi tôi nhìn em này còn hơn, tôi nhìn em Judy còn hơn là nhìn cái thằng kia. Something wrong? They used to ride with nomads. Resourceful folk. Wouldn't cast anything aside until it was worn down, dead, couldn't be fixed or reused in some other way. But what you're giving these girls, not even nomads would touch that. Móng tay nó kìa. Please, let's not exaggerate. I give them what I can. What do you two want? Evelyn Parker. Evelyn Parker. I need to know where she is. Ông biết cô ta ở đâu không? Step into my office. Hãy vào phòng của tôi. Many girls come through here. Rất nhiều cô gái đã tới đây. I believe in giving each of them the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like they deserve it. Of course, I can't remember each and every one. Thằng này nó bảo nó đã xử lý rất nhiều vụ của các cô gái, nó không thể nhớ hết được. Forget why we're here. Cái tên Forrest có ý nghĩa gì với ông không? Ông á, họ gọi lão là Woodman. Ông đã từng nói chuyện với lão. À, nó bảo thằng gái bảo ấy, anh đã nói chuyện với lão rồi à? Didn't like Woodman's tone. So I made sure you'll have a tough time speaking for a while. Not too fond of you either right about now. So careful what you say. Mình bảo là thằng kia kiểu ý là mình đã cho thằng kia đi ỉa rồi đấy. Nói chuyện nghĩ kỹ hẵng nói. Cô gái khốn khổ, tôi đã cố giúp cô ta. Nhưng mà như anh thấy đấy, đây không phải là nơi quá là phù hợp để làm việc đấy. Cô ấy bị làm sao? If I only knew, I wager she'd be standing here, happy and smiling. Instruction register on her chip was burnt to a crisp. Chip của em ấy bị cháy á. Nothing. Damage was caused by a netrunner using homebrewed malware. Sounds about right. Get to the point. Bỏ cái đống móng tay xuống nhìn gớm quá. Ah, yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Thằng này nó biết là em kia bảo là mày câm đi, mày đã làm gì với cô ấy? Either you put a muzzle on this creature or put her down. It's impossible to have a conversation with her around. Thằng này nó muốn đuổi em Judy đi ạ. Well, come on. Đừng có nói chuyện với cô ấy theo cái cách đấy. Cô ấy tấn công tôi. The shorter you'll have to put up with us. Now, Evelyn Parker, where is she? Evelyn Parker ở đâu? That's all I know. Where we find her? How many times do I have to repeat myself? I don't know. I did what anyone in my place would do. When I realized I wouldn't be able to help her, patch her up, I called my fixer. Two guys came and picked her up the same day. Who'd you call? Who's your fixer? Wakako. Told her I had a busted doll with a BD implant to hand off. Where did they take her? I told you already. I don't know. Thằng này sau khi nó không thấy là không chữa được cho em Evelyn, nó đã gọi người đến đưa đi rồi. You're no gunk. What do you think? Why'd all these girls come in here? Let you grope around them. Think it's for your charm? Your caring attitude? They do it because they got no choice. And in the end, they despise you. They can smell you're pathetic. Bọn chúng sẽ làm gì cô ấy? Didn't say anything about where they were gonna take her, what they were gonna do to her. Mentioned something about virtues with a moth of all things. Said she'd be perfect for them, whatever that means. But that's really all I know. You pawned her off like she was some fucking inanimate mannequin. Because that's exactly what she was. Vãi cứt, thằng này nó đưa cho hai thằng kia mà bọn kia nó kiểu như là định biến em Evelyn thành một cái dạng hàng trưng bày gì đấy. Judy's right. People like you make this city a living hell. Day in, day out. Got what you wanted, didn't you? So get the fuck out of here. Đấm chết cha rồi. I let her go back to Clouds. Could have stopped her, but I didn't. Em này đang bảo đáng ra là tôi không nên để. Ui, em này xăm hai con cá ngựa ở sau lưng này. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cái cô ấy thôi. Chúng ta sẽ tìm lại những cái phần còn sót lại ở cái xác đã bị thịt của cô ấy. We also know we're looking for something related to the Deathhead. It's better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. It could be we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Mọi người, mọi thứ đều để lại dấu vết ở phía sau. Everyone. Everything leaves something behind. Just need to know where to look. Chúng ta chỉ cần biết phải tìm ở đâu thôi. I'm running around with the best BD specialist in town. As an extra pair of expert eyes. Chúng ta lại đang ở cùng với lại một BD tốt nhất ở cái nơi này. Pleasures of Night City, a domain with its twin on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Let me think for a sec. Think I've got a better idea. Saw a smut shop on Zig Zig Street. All kinds of stuff there. Think you might find a death's head? I can't hurt to try. Bây giờ mình sẽ tìm xung quanh cái khu Zig Zig này. I'll wait in the van. Này bảo đợi sẽ đợi ở xe, còn bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm quanh khu này. Hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Rất cảm ơn anh em đã ghé qua và theo dõi. Hẹn gặp lại anh em nhá. Bye bye.